Mọi người, hôm nay tôi xin giới thiệu cho mọi người một cái thước đo điện tử của hãng DIGIPAS ha. Cái này là thước kẹp nha, thước kẹp điện tử đó ha. Tôi giới thiệu cho mọi người xem ha. Đây, cái thước này nó có mã là DWNL100 ha. Này của hãng DIGIPAS của Singapore, hàng này của Singapore nha mọi người. Đó thì tại sao gọi là thước kẹp? Đây mã vạch của Singapore ha, sản phẩm của Singapore đó. Rồi tôi xin khui ra xem mọi người xem ha. Đây là nhôm nhan của em nói đây hãng DIGIPAS DWNL100 đó. Thì nó thiết kế cái dạng này là để chúng ta kẹp á, chúng ta cần kẹp vô một cái thước nhôm, hoặc là trên cái thước ta nó không có cái đồng hồ điện tử á, thì chúng ta kẹp vô đây trang bị thêm cái miếng này á, là cái miếng này là dùng để kẹp những cái đồ mỏng á. Ví dụ như chúng ta kẹp những cái đồ lớn hoặc cái lớn thì chúng ta để gỡ cái này ra, chúng ta kẹp vô. Còn nếu mà những cái đồ mà mỏng á, ví dụ như nó mỏng hơn thì chúng ta chêm cái này vô ha. Đó, chúng ta chêm vô để chúng ta kẹp cho này nó cứng nè. Đó, mọi người xem ha. Thì cái thước này nó cũng có công dụng như mấy cái giống cái thước kia thôi, thì nó cũng dùng đồng hồ điện tử ha, qua nghiêng đo độ. Đó, thì tôi sẽ thử xem nha. Ra. À, cứng rồi đó. Pin nó lên ha. Đây. Thì cái thước này nó sẽ khác cái hồi nãy á, là khi mà chúng ta để cái đồ độ nè, ví dụ ta để thấp vậy á, nghiêng vậy á, là nó báo ta đầu bên đây, trên đây nè, nó đang thấp, mũi tên xuống là đang thấp, mà ta đưa lên vậy á thì nó sẽ báo ta mũi tên này, mũi tên đang lên là cái đầu đang cao, nó báo đầu này. Còn cái thước hồi nãy là ổng sẽ có cộng trừ âm dương đó. Đó, thì cái thước này nó chỉ thể hiện là mũi tên lên xuống thôi. Ví dụ chúng ta nằm ở giữa thì nó sẽ không báo, mà nằm ở vị trí là đầu này thấp này thì nó chỉ có tên xuống đầu thấp, đầu này cao thì chỉ có tên lên đầu cao ha. Đó, chúng ta cũng cân bằng thôi, cân bằng qua lại đó, nhìn rõ ha. Thì cái này nó có công dụng á, là chúng ta kẹp thường á, là nó kẹp vô cái thước nhôm. Ví dụ như cái thước này tôi giới thiệu, cái thước này hàng chợ thôi nha, lấy kẹp cho người thôi, giá 60 mấy ngàn ha. Thước này hàng chợ thì chúng ta cặp vô đây đó, nó cặp vô ha. Thì khi mà chúng ta cặp vô đây nè, nó cặp vô mà nó dùng nha, nó nhét nó vô đó, thì chúng ta banh nó nhét vô thôi, dễ mà. Để cặp mọi người xem nha. Rồi đó, rồi xem ha, nó ra cặp vô đây ha. Rất là chúng ta cặp là cái mép này phải thẳng nha, bóp xuống sát luôn, không thẳng là không được ha, chúng ta phải bóp cho thẳng xuống nha. Đó, thì khi đã kẹp vô vậy rồi thì chúng ta cặp, chúng ta đo thôi, để mặt bàn ta đo thôi ha. Thì bấm nút lên đó, thì đang cái mặt bàn này nó đang báo là cái đầu này nè, nó cao nè, 0,60 để vậy à, để về nó báo 0,4 thôi, để vậy là báo 0,4 độ nó 0,4 độ là chứng cái bàn này chúng ta, cái đầu này nó cao hơn một xíu ha. Đó, cái bàn này đầu này cao nè, khi mà chúng ta sẽ nhích lên, chúng ta nhích tên nó không đậu đó, người ta ha, không đậu là nó kia tí đó, đó không đậu đó. Thì cái này á, cái kẹp này á, nó có công dụng là để cặp vô những cái dụng cụ mà chúng ta cần đo đó, ví dụ chúng ta cần dựng máy đưa lên á, thì cái độ là phải 90, những góc đưa lên vậy là 90 ha. 90 thì nó gọi là vuông góc đó nha mọi người. Thì cái này nó thiết kế như kẹp, còn cái núm này á, chúng ta để mở ra ta cầm, ta cầm cứng lắm nha, cứng lắm, ta cầm ha. Cái này là giống như cái ship này, chúng ta cầm thôi nha. Rồi ta khóa lại, rồi mình tháo ra ha, cứng, tháo ra nhẹ nhàng, là hàng mới mà nó dính trong này xíu mà. Rồi ha, mọi người có như quên tôi nói giá ha, thì cái thước này hiện tại giờ nó có giá là 1 triệu đồng nha mọi người. Đó, thước này nó có giá là 1 triệu đồng ha. Mọi người có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với tôi theo số điện thoại bên trên nha. Và sản phẩm của DIGIPAS đều là bảo hành 6 tháng hết ha, tất cả đều có bảo hành 6 tháng hết, không làm rớt là được rồi. Bảo hành bị lỗi kỹ thuật thôi nha. Đó, rồi ok mọi người, có nhu cầu mua hàng liên hệ với số điện thoại bên trên ha. Rồi, cảm ơn.